Mẹ vẫn ho cay vậy đấy các ông ạ. Rồi chào các bạn nhá, chúc các bạn thứ ba vui vẻ. Mãi đeo hết cơ. Ừ, bực thực sự ấy. Cách nào mà giải quyết triệt để vấn đề mà ho khan lâu ngày này không nhỉ? Giờ muốn ra ngoài mua một cái lọ bổ phế về uống thôi cũng đéo thể mua được luôn. À, ngày thứ ba sau lại, ơ kìa. Trời ơi, tôi thông báo với cả các ông lâu rồi mà. Bây giờ tình hình dịch căng thẳng nha, bọn tôi được đi đá bóng đéo đâu. Ngày xưa tôi nghỉ thứ ba là tại vì thứ ba anh em đi đá bóng. Đá bóng xong rồi anh em đi uống bia. Uống bia xong rồi thỉnh thoảng hôm nào bon mồm anh em đi hát karaoke. Ừ. Mẹ ngày xưa chơi sang lắm không ạ. Nhưng mà bây giờ quên mẹ cảm giác đấy rồi. Bị quen mẹ cứ ở nhà lanh quanh thì chán đéo chịu được. Tôi đang đợi khoảng bao lâu nữa hết cách ly nhỉ? Bao lâu nữa hết chỉ thị 16 nhỉ? Như là đâu đấy khoảng một tuần nữa thì phải. Ừ. Một tuần nữa thì tôi định mua cái máy chạy về nhà, tôi để trên tầng tôi chạy. Thỉnh thoảng chạy tí cho người nó khỏe. Cái hôm nay chân tay rã rời nữa là cảm thấy yếu với cả đái. Giờ ra tiệm thuốc mua thuốc ho người ta bế đi luôn rồi kìa. Mua lọ bổ phế đấy mà khó thế nhở. Không, tôi bị ho thật. Ho cảm giác ho kiểu có đờm ấy, ho khó chịu vậy đấy. Nó cứ ngứa ngứa họng ấy, không biết cảm giác không? Ho đéo phải là ho kiểu mạm gãy gãy cả lưng, ho sống ho chết đâu. Mà ho thỉnh thoảng cứ ngứa phát ra mình cả. Đấy. Như ông cụ non, mệt đéo chịu được. Em có máy chạy không dùng à? À thôi, thôi. Cái đợt trước tôi cũng bảo tôi mua máy chạy một lần, nhưng mà cũng thấy một số hãng người ta bảo là tài trợ máy chạy. Nhưng mà tôi thì từ khá lâu rồi tôi thích là tôi tự mua cơ các bạn ạ. Ừ, tự mua về xong mình dùng nó sẽ thoải mái hơn. Thì người ta tặng mình thì kiểu gì người ta sẽ bảo là ừ thì tiện thì cũng cho bài post hay là nói về một tí. Tôi không thích cái kiểu đấy đâu. Với cả nhỡ mà người ta không yêu cầu cái gì cả, mình cầm cũng bị ái náy ấy. Còn cái nào mà kiểu mình nhận rồi thì mình phải rõ ràng với cả người ta. Ví dụ như là tôi nhận máy tính các thứ này thì nhận cả cục máy tính thì tất nhiên là mình phải làm clip quảng cáo. Ừ đấy, kiểu thế. Những thứ mà mình đang cần. Anh dài mai mốt hết dịch có dịp qua Singapore mời con cua nhá. Anh đéo biết được là bao giờ mới được đi ra nước ngoài em ạ. Cách đây khoảng 2 năm. Ừ, cái chuyện ra nước ngoài nó cứ thế đéo nào. Ừ, một năm được ra nước ngoài mấy lần. Đúng là được ra nước ngoài mấy lần các bạn nhá. À, từ ngày xưa khi mà mới làm cái nghề này, đéo bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ được đi ra nước ngoài không ạ. Chưa bao giờ tôi đặt chân ra nước ngoài. Ờ thì Cao Bằng của tôi là sát biên giới Trung Quốc, tôi đã từng đi mấy cái đường kiểu tiểu ngạch, đi qua bên đấy đốt pháo xong lại về cái hội bạn. Đấy là hồi nhỏ. Thế còn sau lớn lên là tôi nghĩ là chắc là đéo bao giờ tôi có cơ hội để tôi đi ra nước ngoài. Xong rồi dần dần tôi làm cái nghề này, xong rồi tự nhiên lập team refund ra. Xong rồi lần đầu tiên được đi ra nước ngoài không biết là đi đâu. Đi Thái Lan. Uầy, háo hức vãi cả lìn ra. Đi Thái Lan xong rồi là sau đợt đi Thái Lan đấy về là mẹ mà được đi xa nữa, được đi châu Âu. Uầy, tôi chưa giờ nghĩ là lần mẹ mà tôi được đặt chân đến châu Âu ạ. Biết nó sẽ như nào luôn. Một vòng nửa bên kia của trái đất luôn ạ. Bay mất khoảng gần một ngày, ngủ ba giấc rồi mới đến. Nhưng mà nó là một cái kiểu trải nghiệm trong đời mà đéo thể nào quên được luôn ấy. Mà mình tưởng như thế là đã sướng lắm rồi, xong rồi một thời gian sau lại được đi châu Âu một lần nữa. Đi Bernabeu các bạn ạ, đi Tây Ban Nha. Đợt đấy được đi xem bóng đá mà mẹ. Đấy, mẹ may đợt đấy chưa có dịch. Bây giờ thì chịu. Bây giờ tôi đéo biết được là bao giờ mới được đi ra nước ngoài một lần nữa. Bây giờ chỉ cần được đi Thái Lan mua sắm thôi. Ừ, cũng đã thích vẻ đái rồi. Được quay lại cái cảm giác gọi là đi nước ngoài thôi, lêu hêu ở ngoài đường đi ăn thức ăn của người ta thôi, cũng đã thích vẻ đái rồi. Nhưng mà không các bạn. Dịch các bạn ơi. Khổ lắm. Cũng thích mà, tại vì kiểu mình cũng được trải nghiệm cái gì nó mới mới ở bên nước ngoài ấy. Có nhiều thứ thì nó cũng hơi kinh, có nhiều thứ thì nó cũng thích, nó cũng mới, nó cũng ngon. Đồ ăn. Đồ ăn tôi không biết được bọn nước ngoài đến Việt Nam mình nó ăn mấy cái đồ ăn kiểu bản địa ở Việt Nam, ví dụ như cơm bụi chẳng hạn. Ờ là một trong những cái kiểu đồ ăn đặc trưng nhất ở Việt Nam mình đi, cơm bụi với cả là cơm tấm chẳng hạn. Đấy, không biết là nó thấy ngon không, nhưng mà tôi đã từng qua ví dụ Hàn Quốc chẳng hạn. Ủa, ăn cái cơm đéo gì thế, nó khó chịu vậy đấy. Cái đợt tôi làm cái vlog Hàn Quốc ấy, tôi còn bỏ cái đoạn đấy đi chứ, tại vì tôi không ăn được. Mà nhỡ cho lên rồi tôi lại sợ là mọi người nói là tôi chê cái này chê cái nọ. Hôm nào để hôm nào ít view rồi tôi cho các ông xem lại cái cảnh đấy. Khó, nó khó hiểu lắm. Mà cũng là cơm nhá, nhưng mà cơm nó cứ ướt ướt thế nào ấy. Xong cái hạt cơm nó to. Cái hạt gạo anh em mình nấu lên kiểu nó bé bé bằng đầu đũa thôi đúng không, nhưng mà hạt gạo kia nó mà to bằng đốt vào tay này không ạ. Sợ đéo chịu được. Khó ăn lắm. Tôi thực ra cái lúc mà làm cái server GT này tôi cũng có đi tham khảo với cả chơi qua một vòng của các server khác. Thì cái vấn đề của mấy cái server khác thì tôi thấy là người ta bị tự động nhiều quá, nên là thành ra là bị mất tương tác với nhau. Nên là nếu như mà muốn
thành một cái server role play thì tôi nghĩ làm như thế nó sẽ không hợp lý. Cái vấn đề tôi muốn ở đây là tất cả mọi người sẽ nói chuyện, sẽ tương tác và sẽ kiểu sẽ có những cái nghề mà tự phát sinh ra như ở bên ngoài ấy, thì nó mới hay. Với cả là tôi cũng ngó qua một số group để xem người ta đánh giá như thế nào hay là nói như thế nào, thì tôi thấy một số ông comment khá là buồn cười. Ví dụ như là vào trong server của tôi chơi ấy, thì tôi sẽ vứt cho một sấp kịch bản, các bạn sẽ phải diễn. Xong rồi là server này thì phải đóng tiền ngầm thì mới vào được, xong rồi các thứ. Nói thật với cả các bạn là tiền thì tôi cũng cần thì cần thật đấy, nhưng mà tôi cũng không có ý định kiếm tiền từ server, đúng không? Server này tôi phục vụ nhiều mục đích khác cơ. Còn cái vấn đề là cho kịch bản này các bạn vào, cho các bạn diễn ấy, thì tôi nghĩ là các bạn là người xem thì các bạn tự hiểu là nó có kịch bản hay không. Tôi chơi vui vẻ đó các bạn. Thế nhưng mà nó mà là diễn kiểu theo có kịch bản thì tôi nghĩ là các bạn xem các bạn sẽ tự nhận ra rồi. Xong rồi tôi thấy một số người bảo là cái server tôi là server của cái bọn ảo game. Nhảy vào một cái là kiểu chơi cảm giác như kiểu mấy cái thằng bị ngáo game ấy. Tôi thì thấy là nếu như các bạn muốn chơi và phát triển theo cái server kiểu roleplay thật thì bắt buộc phải chơi như thế. Roleplay là gì? Roleplay là các bạn bắt buộc phải nhập vai vào một cái nhân vật ảo để các bạn chơi. Ai làm nghề gì hay là ai là cái vai trò thì ai là role gì thì mọi người sẽ phải chơi theo đúng cái role đấy. Thì nó mới được lâu dài. Đấy, về server chúng ta trông thế thôi nhá. Các bạn xem lòng vòng thế thôi, nhưng các bạn xem được gần 2 tháng đấy, đéo phải ít đâu các bạn. 2 tháng đối với một cái server GTA roleplay 5 với tôi là nó là một con số kiểu 3 lần tôi mở server GTA và lần này tôi thấy mở hợp lý nhất, ưng nhất. Và cái lối chơi ở server nó đang đi đúng hướng. Thế thôi, cứ thế mà tôi phát triển thôi. Kịch bản là kiểu NPC như Chu Dũng ấy. Nhỉ, mẹ quên mẹ mất bảo vào xiên ở Chu Dũng. Dạo này chưa thấy nó đâu cả, nó lặn mẹ đâu rồi. Qua dịch đổi iPhone 13 xài anh ơi. Ủa, năm nay iPhone có ra đúng với dự kiến không nhỉ? Nếu như tôi nhớ không nhầm là tháng 9 hàng năm mà nó sẽ ra hay sao. Nhưng mà năm nay tôi không đổi đâu. Không đổi. Tôi 2 năm tôi mới đổi điện thoại một lần các bạn ạ. Em nghe nói con bìm bịp của anh Độ to như con quái vật đấy. Inbox anh đi, anh cho địa chỉ qua nhà anh dí mẹ vào mặt cho mà xem này. Xem mà có thấy to thật không ạ? Vô duyên. Học đâu ra, toàn tin đồn thất thiệt. Chết, nói thế mẹ tí lại có mấy ông inbox. Thằng Bô bảo á? À thằng Bô nói à? Thế thôi để mai tôi qua Chim Minh Hao tôi dí vào mặt nó cho xem mẹ, cho nó đo luôn cho các bạn xem nhá. Không kể tắt donate. Thực ra cái này tôi cũng muốn nói với cả các bạn lâu rồi, nhưng mà tôi sợ các bạn lại nghĩ là bây giờ tôi thế này thế kia thôi. Nhưng mà ví dụ tôi đang nói về chơi GTA nhá. Bọn nước ngoài ấy, nếu như các bạn xem chuẩn GTA, gốc cái server roleplay chuẩn nhất ở nước ngoài mà khi mình bê nguyên cái format đấy về để làm ở Việt Nam ấy, đấy là cái server NoPixel. Và bây giờ cái server MixCity nó cũng đang dựa trên cái nền tảng của NoPixel đấy để phát triển. Thì hầu hết các streamer ở bên Twitch ấy, khi mà người ta bắt đầu vào một cái vụ gì đấy hay là người ta bắt đầu chơi nhập vai ấy, thì người ta sẽ tắt cam đi, tắt hết cả donate đi, để cho người xem người ta có trải nghiệm tốt nhất về nhập vai. Nhưng mà Việt Nam mình thì không làm thế được. Nên là khi mà tôi chơi GTA ấy, tôi rất là sợ khi mà các bạn donate, tôi bảo là thôi bắt đầu vào chơi GTA rồi, các bạn bớt donate đi một tí để tôi chơi cho nó tập trung. Nó khó một cái là khi mà tôi chơi kiểu tình huống game nó như thế, xong thỉnh thoảng tôi lại quay ra tôi cảm ơn donate, xong rồi tôi lại quay vào. Tất nhiên là những bạn mà donate ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là hơi bị khó chịu hay là hơi bị cảm thấy mình không được tôn trọng khi mà tôi không đọc cái donate đấy. Thì cái, nếu như các bạn cảm thấy như thế tôi xin lỗi. Nhưng mà thực sự là nếu như mà để tôi quay ra tôi làm như thế thì nó lại ảnh hưởng đến rất là nhiều người xem. Và tôi tin là nhiều người cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cái khó một cái là những người cảm thấy khó chịu với các bạn post lên một cái thì lại thành cãi nhau trên cái chat. Đấy, nó khổ thế cơ. Nên nhiều khi các bạn thông cảm cái. Nhỡ tôi có miss donate của các bạn thì cho tôi xin lỗi. Mà nhiều khi nói thật với cả các bạn là tôi cũng cố tình miss ấy. Cái này không đùa nha, cái này anh em rõ ràng với nhau nhá. Tại vì ví dụ như là tình huống game nó đang diễn ra như thế rồi, tôi không thể ngắt mạch cho tôi quay ra tôi bảo tôi cảm ơn donate xong rồi tôi trả lời donate của các bạn được. Đấy, cho nên là nhiều khi tôi cố tình tôi bơ donate đi đấy. Cái này nói thật nha để các bạn đỡ dỗi nhá, hay là các bạn có giận tôi thì cho tôi xin lỗi. Hôm nay tôi vừa mua một cái máy ảnh mới. Để sắp tới tôi quay một cái vlog ở trong nhà. Hôm nay tôi có mang lên trên tầng tôi quay thử xem như thế nào, xem ánh sáng các thứ nào, mịn da mịn riết các thứ nào. Ui. Thằng Nhu Nhi đẹp trai vậy lên, tí nữa tôi cho các bạn xem mấy cảnh tôi quay thằng Nhu Nhi. Nhưng mà cái thời điểm này mà tìm một cái game gì mới chơi, nói thật là cũng éo có game nào cả. Cái này nhiều khi các bạn phải thông cảm bọn tôi chứ. Cái dịch nó đéo phải là mới nhá. Nó diễn ra mẹ loanh quanh được 1 năm nhỉ. Chắc là 1-2 năm gì đấy. Mà trong cái quá trình đấy tất cả những cái ngành công nghiệp ở trên thế giới nó đều bị thay đổi, trong đấy có cả ngành công nghiệp game. Nó ảnh hưởng đến cả vấn đề nhân sự, vấn đề kiểu thiết kế, xong rồi tất cả những cái vấn đề nó làm delay game lại. Nên là cả một cái quãng thời gian dài đéo có một cái game nào đấy để chơi cả.
Tất nhiên tôi hiểu là các bạn cũng đều muốn là những cái buổi stream nó phải có những cái game mới, nó phải thay đổi liên tục, nó cũng phải có cái gì đấy mới mẻ, nó đỡ bị lặp đi lặp lại gây cho cảm giác nhàm chán. Nhưng mà cá nhân bọn tôi làm cứ bị loanh quanh mãi ở nhà và tìm mãi game chơi nhưng mà nó đéo còn một cái game nào khác. Với tôi nhá, ở cái thời điểm dịch này có một cái game như kiểu GTA chơi ấy, để mà cuốn, để mà chơi và để mình bỏ thời gian ra để mình cày kéo thật ấy, là một điều may mắn vãi đái ra. Chứ nếu không cứ lêu hêu mãi đéo có GTA tôi cũng đéo biết là chơi game gì. Ừ, các bạn có thể nói là loanh quanh chơi mãi ma chó này, xong rồi làm custom PUBG này, ao làng FIFA này hay làm cái gì đấy, rồi nó cũng chán à. Ngày xưa tần suất nó cũng chỉ mẹ một tuần chơi một buổi hay một tuần chơi một game thế thôi. Bây giờ chịu oải vậy đấy. Nhưng mà một điều nữa là GTA nó cũng cuốn đi, ừ, cũng bị nghiện đi. Chơi xong cũng đéo muốn chơi game khác đi. Ở đây nó là sự thật các bạn. Nên là tạm thời nếu như cái thời gian này chơi GTA nó hơi nhiều quá đi, các bạn thông cảm. Bọn tôi cũng đéo biết chơi game nào khác. Khổ. Thỉnh thoảng đêm muộn mà tôi vẫn chơi game khác mà. Chẳng qua bên GTA coi như là một cái content chính để đẩy lên cái giờ chính để chơi thôi. Chứ còn đêm muộn thì thỉnh thoảng vẫn chơi thắp hương, thỉnh thoảng vẫn chơi CSGO, thỉnh thoảng chơi game kinh dị. Nhưng mà mấy cái game ấy tôi không làm clip lên thôi. Nay tôi chụp thử nhưng mà tôi chụp được mỗi cái. Nhưng mà cái này trông... Rồi, các bạn nhìn này. Đỉnh không? Nhìn phát không dám động vào luôn các bạn. Động vào đúng một phát dép, bép phát xong. Ngất. Vợ tôi trông thế thôi nhưng mà chiến lắm ấy các bạn ạ. Động vào lán đòn. Trông kiểu mày động vào bà để xem. Đẹp mà, nét mà. Uầy. Nhìn này. Xoay à, thì khoảng đặt quả góc như này thôi. Xong mà tôi định đặt hai máy. Tại sao tôi lấy thêm máy nữa? Tại vì tôi muốn đặt hai máy. Một máy là để cho thằng Tùng với cả là một máy cho thằng Cáo. Trong cái bữa cơm nhà tôi ấy, thì thằng Tùng với thằng Cáo là hai thằng suốt ngày nó trêu nhau. Ừ, nó chơi với nhau xong rồi nó nghịch nhau. Thằng này lúc khóc, cứ khóc một cái thằng Tùng trêu cái nó lại cười. Yêu không? Xoay. Xinh dã man luôn. Này, bọn trẻ con nó có cái bình nước này yêu cực nhá. Thích rồi. Thì tại sao nó xinh thế nhở? Ừ. Thằng này suốt ngày bị tôi đè ra kiểu vật cho trận ấy. Này, tôi không có má lúm đâu nhá. Vợ tôi cũng không có má lúm đâu nhá. Nhưng mà đẻ ra tự nhiên được thằng kiểu có má lúm đầu tiên kiểu lần đầu tiên. Kiểu có thằng bắt con má lúm đầu tiên trông yêu vãi đái luôn. Thích thực sự. Trông ghét không? Này, nó mới bọc hai cái răng nanh trông buồn cười cực nhá. Ở hôm nay không quay hai răng nanh cho các bạn xem nhỉ. Nhọn hoắt luôn. Đấy. Tạo này ăn cơm nó như này đấy các bạn. Quăn nó oại thế này đấy. Nào. Công không biết mẹ bón bọn trẻ con nó ăn cơm khổ như thế nào đâu. Tôi không bón tại vì tôi không kiên nhẫn bón bọn trẻ con ăn cơm được. Ông hiểu không? Chỉ có vợ tôi thôi. Mẹ không ăn được. Con giỏi. Không ghét đâu. Chính ra nó vẫn ăn, nó vẫn nhai mà tại sao bón nữa nó phải oằn ẹo như thế nhở? Ừ. Đây, vẫn nhai, vẫn nuốt nhá. Không
cô ghét. Nhi Nhi ơi. Nhu Nhi. Đấy. Nó vẫn ăn mà nhở. Không phải nó cứ vật vã xong nó mới ăn được ấy. Bọn trẻ con nó thế. Ngày xưa thằng Tùng cũng thế mà. Úi dồi nước mũi kìa. Eo ơi. Nhìn cái nước mũi nó kìa. Mẹ không lau nó kìa, lại cười. À thằng Tùng trêu. Ừ thằng Tùng trêu về nó lại cười. Thằng này nó bị đứt phanh môi các ông ạ. Tôi kể các ông nó bị đứt phanh môi chưa nhỉ. Không biết ở trên cái môi trên của các ông nhá, nó sẽ có một phanh. Các ông soi gương để ra các ông vén cái môi của các ông lên ở ngay giữa đấy. Nó sẽ có một cái đường ở đấy để nó phanh cho cái môi của ông. Các ông đỡ bị tè lên trên. Thằng này hồi bé nó bị ngã, thế nó đập mặt vào cái bàn đi, theo đứt mẹ phanh môi đấy. Thế là ngày xưa tôi tưởng nó liền là nó gần liền lại, nó đập thêm phát nữa đứt hẳn luôn các bạn. Nên là bây giờ nó cười trong mồm nó toe toét cực. Trông buồn cười dã man ấy. Chồng có ghét không? Ừ. Đấy, dạo này bắt đầu học được thêm trò ú à không ạ? Ú à, ú à. Trông kiểu cái môi trên nó cứ bị veo veo lên ý. Ừ. Ai vậy? Tôi bình thường lúc nào cũng thế. Khoảng giữa bữa cơm là tôi sẽ đi lấy một chai nước ngọt. Đấy, tôi bị nghiện nước ngọt, tôi bảo các bạn từ trước rồi. Thì lúc đó là tôi đi lấy một chai nước ngọt về, xong rồi đi qua nó, cái chai nước ngọt nó lạnh thì tôi sẽ dí nó. Đây lúc nào cũng thế nhá. Đang ăn cơm mà nó thấy tôi đứng lên tôi đi lấy chai nước ngọt đây là nó sẽ trốn, nó sẽ rèo rèo người sang bên, nó biết tôi sắp dí vào ấy. Ui, trông buồn cười. Đây nó sẽ như thế. Nhưng mà vẫn bị dí các bạn. Buồn cười cực. Trông kiểu đứt phanh môi buồn cười. Tôi quay thử thế thôi các bạn. Một nắng ấy. Uầy, Tùng Sói dạo này có tố chất làm vlog lắm nhá. Hello, xin chào các bạn nhá. Ờ, tớ đang làm thế này, tớ đang làm thế nọ. Đỉnh vết. Đấy, sau tôi đặt khoảng 2 cái máy thôi. Một máy bố con tôi, một máy cáo với cả mẹ nó thế là được. Nào, ăn cá nào. Ủa, hôm nay mẹ Lý có món cá mắm ăn ngon cực. Quay mặt về đây. Con biết con cá này bố lấy đâu ra không? Bố lấy trong Minecraft ra đấy. Ngon không? Cá Minecraft ngon. Đúng thấy ngon. Thằng này nó ghét ăn cá cực nhá. Ừ, không hiểu kiểu gì. Ngon. Ơ kìa, sao đây? Con thấy ngon. Con thấy ngon. Con giả vờ. Nào, quay về đây ngồi nghiêm túc. Con thấy ngon. Nào, ăn nốt. Nào, cá trong Minecraft mà phải ăn thì mới được chơi Minecraft chứ. Ghét à? Đấy, khổ không con? Tôi thì bón thằng này, vợ tôi thì bón thằng kia. Đấy, hôm nào cũng thế. Cuộc chiến không hồi kết. Ốp này này nó... Cái tiền đấy nhưng không còn gì được các bạn. Có gì? Em cứ ăn thử em. Không dừng lại được không nhá. Đây không phải mắm đâu, đây là cá tươi. Đây là cá tươi, cá mắm thì ăn còn ngon nữa. À đây là cá tươi không phải cá mắm đâu các bạn ạ. Nhưng mà mẹ Lý làm kiểu gì nó giống cá mắm vậy đấy. Nào ăn cá nào con. Nào. Mồm đâu. Quay về đây. Ăn một miếng bé nhỏ thôi, nhanh lên. Cá Minecraft.
Mồm đâu. Không bao giờ xuống tầng 2 chơi nữa nhá. Thế là server GTA chơi 5 kiểu phun hoặc cốc dầu. Có cam mô quýt mà. Cám mà. Chị ơi đấy là cam má quýt là gì có chuyện xanh đấy. Này mẹ Lý tôi, mẹ Lý tôi dạo này cũng xem GTA đấy. Mẹ Lý bảo là ừ xem GTA cũng hay đấy. Vàng, buồn cười cực. Bà bán hàng cũng bảo em à được. Ôi trông con cá ngon thế nhở. Con vừa mua con bò máy ảnh mới. Cứ này, từ nhá. Tôi mẹ tôi cãi nhau. Không ơi. Đây là quả cam hay quả quýt? Tôi bảo đây là quả cam. Tại vì quả quýt nhá là nó phải có một cái lỗ đít nó thọt thọt xuống xong rồi mình bóc ra xong rồi nó có muối bên trong, cái đấy mới là quả quýt. Mẹ tôi cứ bảo đây là quả quýt nhưng mà tôi bảo đây là quả cam. Đây rõ ràng là quả cam không phải quả quýt. Ok, sao đây lại là quả quýt được? Quả này nó tròn vo luôn. Thề. Ok. Mẹ cay thế nhở? Quả này quả cam mà. Đây nha, giới thiệu với cả nhà, đây mới là cam canh nhá. Nó nhẵn như này này. Ừ. Đây này, đây mới là cam canh. Thế đây canh là quýt canh à? Đây là quýt xanh ấy, cái quýt xanh của từ xem tên nó. Quýt nó cũng tròn. Cay vậy. Quýt đường. Quýt đường vỏ mỏng. Ừ, xé cái vỏ ra là biết ngay. Có mà nhiều người gọi là cam. Đây đúng chưa? Đúng rồi. Các bạn gọi quả này là quả quýt. Ừ, nhìn cái này tôi mới nhớ là như lâu lắm mà tôi không quay vlog ăn cơm với các bạn xem nhỉ. Rồi, mai quay nhá, từ ngày mai bắt đầu quay ăn cơm nhá. Hết. Đấy, tạm thế thôi các bạn. Nó học đâu quả điệu nhảy vỗ đít buồn cười thực sự luôn. Không có động cái này của bố nhá. Con ăn cái gì nào bố ơi? Con ăn gì? Mà lọc chá. Đây là một cái. Bố bảo ra đây ngồi. Hết rồi, không còn gì rồi. Béo chưa? Không làm gì vậy?